Giới thiệu cho anh em mẫu xe mới về, chiếc Ford Raptor sản xuất 2020, biển số Hà Nội. Một trong những biển số rất đẹp, 30G35866. Chiếc này màu xanh anh em nhé. So với các mẫu xe 18, 19 thì màu xanh này đẹp hơn hẳn luôn. Nhìn nó tươi trẻ hơn, nhạt hơn một xíu nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là sâu. Xe sản xuất 2020 anh em nhé, đăng ký tháng 6 2020. Một trong những chiếc xe siêu lướt vừa về Thành Long Auto. Phiên bản 2020 thì có một số điểm khác, ví dụ như mặt ca lăng chúng ta nhìn thấy nó cũng gọn gàng hơn rất là nhiều. Giải đèn LED rồi là các option bên trong nó cũng có một số có sự thay đổi nhỏ, lát nữa chúng ta sẽ được trải nghiệm. Chúng ta cùng ngắm nhìn chiếc Ford Raptor sản xuất 2020. Rất là đẹp anh em ạ. Chúng ta tiến gần hơn chút để xem chiếc lốp của chiếc Ford Raptor này nhé. Nổi bật lên là 4 quả lốp, nhìn rất là rắn giỏi, rất khỏe khoắn với những đường gai nổi bật gồ ghề. Một đời lốp này đi có phải chục vạn chúng ta mới cần phải thay. Rất là xuất sắc. Chúng ta cùng tiến tới phần đuôi xe nhé, để xem cụm đèn hậu của xe đẹp như thế nào. Chúng ta cùng xem phần đuôi xe của chiếc Ford Raptor. Cụm đèn được chia làm 3 ô vuông, rất là đẹp, rất là cân đối. Nhiều anh em cầu kỳ hơn thì có thể là độ theo chiếc đèn của F150. Đấy, trông xe nó sẽ hầm hố hơn. Chúng ta tiến tới phần cốp xe nhé. Đây là phần cốp xe của chiếc Ford Raptor. Phần cốp xe này được trang bị là thùng gấp 3 miếng anh em nhé. Thùng gấp 3 miếng. Rất là rộng rãi. Chúng ta để được rất là nhiều đồ. Chúng ta cùng quan sát một vòng chiếc xe Ford Raptor nữa nhé. Nếu mà nhìn từ chiều ngang thì rất là đẹp. Rất là hầm hố luôn. Màu xanh này thực sự là trông ra nắng rất là đẹp, rất là sâu. Ok, chúng ta cùng xem qua phần nội thất của xe nhé. Đây là phần nội thất của chiếc Ford Raptor sản xuất 2020 mới nhất trên thị trường. Đây là một chiếc xe duy nhất ở Việt Nam chạy lướt mới được khoảng 3 tháng. Tông màu nội thất màu đen anh em nhé. Trần của nó cũng là trần nỉ, cũng là trần tối màu, giúp cho không gian xe cảm thấy rằng nó rộng rãi, đấy, mát mẻ. Đấy, chúng ta nhìn phần cụm vô lăng. Đấy, vô lăng của chiếc Ford Raptor được bọc da rất là đẹp. Các phím chức năng của xe, đấy, giới hạn tốc độ này, đấy, kiểm soát chân ga hành trình này. Bên này thì là các cái chức năng về giải trí, nghe gọi trực tiếp ở trên vô lăng. Âm thanh của Ford Raptor được đánh giá là mình đã trải nghiệm rồi, nghe rất là chắc chắn. Hệ điều hành Sync 3.4, hệ điều hành mới được update mới nhất trên chiếc Ford Raptor 2020. Cụm điều hòa tự động riêng biệt hai vùng anh em nhé. Đang ngắm nhìn các cái đường nét mặt táp lô, đấy đều được là trang trí bằng da hết, giúp cho chiếc xe cấp nó sang trọng và chắc chắn hơn. Đây là một số những cái chức năng gài cầu, tùy cung đường địa hình
chúng ta cũng có thể cái cầu theo cái mong muốn di chuyển của chúng ta. Các cái ổ chức năng kết nối CarPlay, Apple Play đấy, lên trên hệ điều hành đã được trang bị rất là sẵn sàng. Toàn bộ hệ thống ghế da của Ford Raptor đều được trang bị hệ thống được trang bị là da pha nỉ, có mang đến một cảm giác rất là thể thao. Có thể đánh giá một chút về cái tiếng ồn của xe. Đây là chúng ta đang ngồi trong cabin và động cơ tôi vẫn đang để nổ. Tuy nhiên thì khả năng cách âm của nó vẫn rất là tốt, như máy xăng vậy. Rất là tốt luôn anh em ạ. Đối với Ford Raptor là một chiếc bán tải nổi tiếng về khả năng vận hành trên mọi cung đường và khả năng bền bỉ. Thiết kế đẹp, ngồi rất là rộng rãi. Anh em nào quan tâm đến chiếc Ford Raptor sản xuất 2020 thì liên hệ với Thành Long Auto nhé, tại số 6 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0911 732 858. Cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những chiếc xe siêu lướt khác.